thu trượt rồi các bạn. Thôi cái này là sới bờ hai bờ là đập. Ok, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì hôm nay anh em mình bữa nay là máy tách hạt ngô sang rồi, nên là mình cho anh em thu ngô. Thu ngô để phơi một vài ngày các bạn ạ, rồi mới bỏ vào tách hạt. Thì anh Hầu để cho thu, đầu tiên là thu ở phần dưới của trang trại này. Phải thu vòng ra ở ngoài phần ngoài cổng, phải thu ở dưới trước để anh em mình cho làm đất trước. Đấy. Thì ngô này giờ phải phơi xong, thu xong rồi bóc vỏ rồi mới phơi. Phải phơi mấy ngày rồi bắt đầu mới cho vào máy tách hạt các bạn. À, ở đây chưa có. Đây những cái chỗ anh em mình giờ bây giờ thu là anh em mình trồng trước thì sẽ thu trước, đây sẽ thu và hôm sau cho cắt gốc và sẽ cày lại đất. Con ta đây cái này ngô đỏ các bạn, ngô đỏ hôm sau sẽ thu xong cái ngô đỏ này thì anh em mình sẽ thu ngô nếp. Ngô nếp của giống nếp Việt Nam ở ngoài này. Cái ngô đỏ này giống Việt Nam nhá nhỉ. Đấy, ngô sinh khối. Ngô sinh khối à? Cái ngô này gió là nó khô rồi anh em mình mới cho thu trượt các bạn. Khô đi. Cái này là sới bờ hai bờ là đập một bờ. Phơi tầm 2 ngày. Phơi mình cứ thu vào một khu vực như thế này mình thu một lần cho hết luôn. Rồi mình phơi rồi bắt đầu mình đập một lần. Mình sẽ tách hạt một lần. Khô đập gì? Cái máy này phải phơi khô các bạn ạ. Cái máy tách hạt này phơi khô. Tách hạt nó mới dễ. Cái này chắc phải thu mấy ngày. Cũng mày gì kia. Chắc cái mỗi cái ngô cái những cái khu vực anh em mình trồng là có chia ra khu vực riêng các bạn, để giờ đến cái lúc thu hoạch là sẽ thu hoạch theo khu vực luôn. Đây bắp tí tí vào một hạt này. để giấy lại cái bịch mình trong vào hạt. Đây cái kèn của sân tira. Tira tu đủ. Cái này nhỏ thì đập cái giấy cho bò. Cái nhỏ này để cả cái cùi này mình xay bột cho dê, cho bò. Đây, bên này thì phần đông anh em đi thu ngô. Nha các bạn, con một số anh em thì sẽ trồng nốt khoai này xong cái chỗ mấy bữa anh em mình trồng đây. Ngô thì cứ cho vào thùng máy cày không là chở vào kho để phơi. Papa mete mai sdp mete sinh thì các bác này chỉ cho bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ trồng kiểu và sinh. Yeah. Tá bem. Não é ficar DP não, DP não. Assim, assim não. Tem que ficar assim.
Eu tava falando muito aqui, ninguém come. Assim. Đấy, chỉ bao nhiêu lần vẫn cứ trồng không được đúng như kỹ thuật mình chỉ. Thế à? Fica mais assim. A detado assim. Assim. À vậy. Ok các bạn ạ. Đây giờ đến giờ của anh em nghỉ rồi cho nên là được hơn nửa xe. Để anh em cho anh em nghỉ, còn anh em mình sẽ chạy đưa ngô vào trong trong kho. Cho anh hầu lái. Cho vào kho luôn anh ạ. Hả? Vào đây. Vô đây. Thì cái ngô này do đợt trước anh em đợi máy này. Ngô này thì ngô nếp, giống ngô nếp của Việt Nam, nhưng mà do đợt trước đợi máy tách hạt sang nên là anh em mình phải đợi thêm một thời gian. Giờ thế này nó khô hết rồi. Cái này giờ là chỉ thu vào xong là đợt này có máy là thu vào đến sân là anh em tách hạt luôn, tách hạt và đóng bao luôn. Dạ, thu cái này giờ không phải phơi mấy nữa, thu cái là ngày mai là sẽ tách hạt luôn được. Đợt này là anh Hầu tập trung cho tất cả anh em thu ngô. Đây thu hết một loạt ngô này, xong ngô rồi mới lên làm việc khác được. Bởi vì giờ nó khô hết rồi, giờ mà để nữa thì nó hỏng. Đây là đời... Đấy là do mình đợi máy không thì thu lâu đấy. Thu về trước đây khoảng tầm nửa tháng. Cái này thì giờ thu vào là sẽ cho ngày mai là sẽ tách, thu ngày nào là tách hạt ngày đấy. Để đóng bao vào cho nó còn luôn các bạn. Thế bởi vì anh em mình giờ cũng không có chỗ để phơi mùa này mùa mưa. Mùa mưa liên tục. Mà ngô số lượng nhiều không đủ chỗ để phơi được. Lúc này mua bi á, mua báo. Quả cần thêm mua báo thôi. Xong rồi hết sạch à? Hết, bỏ đầu với bỏ ngô lung tung báo. Bây giờ chưa về mình mua 100 bao rồi. 100 bao, 200 bao. Cứ tạm thôi đặt bỏ đóng bao. Cứ bỏ bao đây ngày mai mình đóng bao không được. Còn để chưa về ra ngoài mua tầm 200 cái bao. Mua loài 150 kg rồi. Đây dưới này giờ cây cỏ nó mọc tùm. Đây không biết cái cây gì mà nó mọc kinh thật. Cây này mà được như cây cam thảo ở Việt Nam mình thì bao nhiêu tiền các bạn? Mọc cả đúng cả trang trại luôn. Mọc nhánh thật ý. Ừ. Đây dưới này ngô khô mà nó quắp xuống luôn. Cái này là ngô nếp. Giờ đợt này anh em mà thu phải tầm
hơn nửa tháng mới xong được. Chỉ mới đi thu. Từ 2-3 ngày được một mảnh. Đây thu vào cho vào xe. Cho vào máy cày để vận chuyển vào các bạn. Đây. Thu là bóc luôn, là cho vào máy cày và vận chuyển vào để tách hạt ở trong sân, trong kho. Cái ngô này là anh em mình đợi cũng hơi lâu, bắt đầu có hiện tượng có những hạt hỏng, máy còn ít. Cái chỗ này nó khô trước. Ok, để vào quay cho các bạn xem. Máy tách hạt, cứ thu vào là chở vào là tách. Lúc sáng giờ được mấy xe đấy anh không? Sáng giờ được mấy xe đó. Mùa này thì đúng anh em làm hết công suất luôn. Anh em công nhân farm làm hết công suất, không có thời gian nghỉ. Anh này đi vứt cỏ vào cho bò này. Ese tira aquí no me lio. Sí. Ah, que está muy tú. Ok, nó bạn. Hôm nay mình quay các bạn.